vướng nghi vấn giao kéo vòng 3, Dung Vũ lập tức có phản ứng đáp trả trực tiếp lại còn khiến dân tình bóng mắt. Những ngày gần đây, Dung Vũ gây chú ý khi liên tục diện bikini khoe ba vòng nóng bỏng. Có thể thấy, Dun Vũ ngày càng thoát khỏi hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng như trước kia mà thay bằng phong cách táo bạo, quyến rũ. Đặc biệt, trong loạt ảnh mới nhất, Dun Vũ bất ngờ vướng nghi vấn vừa giao kéo, khi lộ vòng ba căng đầy, nóng bỏng hơn hẳn. Giữa lúc dân tình đang tranh cãi, người đẹp đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cụ thể, một dân mạng bình luận, ai theo dõi Jun Vũ sẽ biết mống này là thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. Ngay lập tức, Jun Vũ cũng chia sẻ lại hashtag, ghi lại những hình ảnh lúc cô tập luyện kèm lời khẳng định không can thiệp giao kéo. Jun Vũ viết, dành cho những ai nghĩa vòng ba này là từ trên trời rơi xuống hay từ viện thẩm mỹ bước ra. Jun Vũ bất ngờ vướng nghi vấn giao kéo vì vòng hai đầy đà hơn hẳn. Jun Vũ nhanh chóng phủ nhận chuyện giao kéo vòng ba. Cô cho biết vòng ba nóng bỏng này là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. Body hiện tại và trước đây của Jun Vũ quả là có sự thay đổi đáng kể. Những hình ảnh nóng bỏng gần đây của Jun Vũ, nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.